Như các bạn đều biết thì mặc dù cộng đồng Skibidi Toilet đang rất phát triển bởi những đóng góp đến từ nhà làm phim lẫn người xem chúng ta, tuy nhiên nếu như bạn đã xem video mà mình đã làm hôm trước về sự việc của Spider-Run và những YouTuber làm animation về Skibidi Toilet thì có vẻ như mọi thứ đang trở nên nghiêm trọng hơn và những tên giả dạng đờ phu đang muốn đánh gậy mọi thứ đang hoành hành khá là ghê gớm, bởi vì càng ngày càng có nhiều những nhà làm phim đã bị mất kênh và phải dừng công việc làm phim của mình vì lý do bản quyền. Điều này chứng tỏ rằng đám cướp càng ngày càng khá manh động và chúng có thể đe dọa đến cả cha đẻ của bộ phim này, chính là Deadpool luôn đấy chứ chẳng đùa. Vậy thì liệu Deadpool tiết lộ và nói những gì về điều này? Anh ấy sẽ làm như thế nào để bảo vệ đứa con tinh thần của mình thoát khỏi tay của những tên cướp? Và liệu cộng đồng Skibidi Toilet có thể sụp đổ? Chào mừng các bạn đến với Benchy Điện Tử. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau thảo luận về những drama xung quanh sự việc cực kỳ nghiêm trọng của Deadpool và các nhà làm phim Skibidi Toilet khác nhé. Đầu tiên thì nếu như bạn đã xem qua video trước đó thì mình cũng đã biết tại sao tới bây giờ rồi mà vẫn chưa có tập 77 phần 4. Đại khái thì Deadpool đang khá bận bịu với phần 4 vì phần này là phần có nhiều khung cảnh đánh nhau nhất và cũng là tập phim mà anh ấy yêu thích nhất. Vậy nên để cho nó bùng nổ nhất có thể thì Deadpool đang dùng hết công lực của mình để trau chuốt và hoàn thiện nó. Tuy nhiên có những sự kiện không may xảy ra, đó là việc các nhà làm phim mà anh ấy nhờ giúp đỡ đã không hoàn thành nốt công việc được giao, đâm ra là nó hư hỏng hết mọi thứ và buộc cho Deadpool phải làm lại hết tất cả. Chưa kể phần mềm hỏng hóc các kiểu nữa cũng kéo theo không ít thời gian bị lãng phí, và chính vì việc này nên Deadpool quyết định là thay đổi lại toàn bộ cốt truyện sao cho hợp lý và không khiến cho người xem thất vọng nữa. Cuối cùng thì Deadpool cũng đã thả một số gợi ý cho chúng ta về việc điều này sẽ không tái diễn trong tương lai. Và có khả năng là sau khi sắp xếp lại cốt truyện thì người xem chúng ta sẽ được chứng kiến một tập trong một tuần đấy. Đó là vắn tắt những gì mà Deadpool đã nói trong bức tâm thư của anh ấy. Đây cũng là lý do vì sao mà cho tới bây giờ cũng đã gần một tháng rồi mà chúng ta chưa có tập 77 phần 4. Mình cũng đã khá để ý tới đoạn mà Deadpool bị những nhà làm phim phá hỏng kế hoạch khi anh ấy nhờ vả. Có vẻ như là những người này không thực sự giỏi trong công việc của mình tới mức mà khi nhận lại được kết quả, Deadpool đã tự mình làm tất cả mọi thứ. Thì các bạn cũng có thể hiểu là anh ấy thất vọng như thế nào rồi phải không? Ngoài ra thì mình cũng chú ý đến một điều nữa, đó chính là về một số bộ phận fan hâm mộ Skibidi Toilet đang tỏ ra thất vọng khi phải chờ đợi quá lâu. Thậm chí là những người này còn gây áp lực tới mức mà Deadpool phải lên bài đính chính và giải thích cho toàn bộ sự việc của mình. Mà thực sự mà nói thì mình cũng hiểu được cảm giác bị deadline dí của Deadpool và áp lực mà anh ấy đang phải gánh phải. Deadpool là một người rất nổi tiếng trên YouTube và thậm chí nếu lộ mặt hàng ngày và livestream nói chuyện trực tiếp với mọi người thì Deadpool có thể nổi tiếng hơn cả thanh niên IsoSpeed luôn đấy chứ, bởi vì hiện tại lượt sub của anh ấy còn cao hơn cả hai kênh của Speed cộng lại rồi còn gì, đúng không? Người ta thường nói sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao và rất nhiều người phụ thuộc vào những tập phim của Deadpool, chẳng hạn như các YouTuber phân tích bọn mình, bởi vì có tập mới thì mới có nội dung để vắt sữa cho các bạn xem. Thử tưởng tượng hàng ngày có hàng chục, hàng trăm YouTuber nhắn tin cho bạn và hỏi khi nào bạn mới ra tập mới thì bạn có cảm thấy áp lực không? Chắc chắn là có rồi chứ còn gì nữa, đúng không? Nhưng dù sao thì mình vẫn hy vọng là Deadpool luôn cảm thấy nhiệt huyết chứ không phải là bị áp lực quá. Tuy nhiên, câu chuyện đó không diễn ra đơn giản như vậy, bởi vì trong số những lời phàn nàn từ cộng đồng Skibidi Toilet nước ngoài kia đã có một số lời không mấy tích cực cho lắm, trong số đó bao gồm những nhà làm phim Skibidi Toilet từ các đa vũ trụ khác. Nếu bạn đã xem video này của mình thì bạn sẽ thấy là có một người tên là Dumdak đã đưa lên những bằng chứng cáo buộc về việc Deadpool đã đánh gậy bản quyền cho kênh của mình và ép anh ta phải trả tiền, nếu không thì kênh anh ấy sẽ bay ngay lập tức. Mặc dù chính Deadpool chưa lên tiếng xác nhận điều này và ta không biết liệu đây có phải là hành động tàn ác của Deadpool hay không. Tuy nhiên, nhưng trong video phân tích của mình thì mình đã khẳng định không đời nào Deadpool lại làm như thế. Và chuyện này chưa kết thúc thì chuyện khác lại xảy ra liên tiếp nữa. Đây là một nhà làm phim về Skibidi Toilet khác có tên là Jack Do đã lên một bài viết với nội dung công kích Deadpool vì đã đánh gậy bản quyền kênh của mình. Và đây là một drama rất lớn đối với cộng đồng nước ngoài. Bởi nếu bạn không biết Jack Do là ai thì có thể search và tìm hiểu kênh của anh ấy. Kênh này cũng khá lớn với gần 1,2 triệu sub. Cụ thể thì nội dung anh ta viết như sau: tôi đã bị đánh bản quyền từ Deadpool, đặc biệt là từ công ty của anh ấy. Tới 15 video của tôi đã bị xóa khỏi kênh và cái kênh này cũng đang trên bờ vực sắp sửa bị xóa bỏ. Tôi đã nói chuyện với Alexei và tôi cũng đã nhận ra rằng anh ấy đang cố gắng chống lại tôi. Tôi đi im lặng trong một thời gian dài về những chuyện đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ là bây giờ mọi thứ cần phải được công khai. Ngay từ thời điểm ban đầu tôi phát triển kênh thì Alexei đã gửi tin nhắn và đòi một số tiền thu nhập từ tôi. Tôi cố chứng minh rằng anh ấy đang phạm sai lầm và tranh luận với anh ấy nhiều nhất có thể. Thực sự mà nói thì tôi khá là hối hận khi phải làm như vậy. Đôi khi thà chịu khuất phục trước ai đó còn đỡ hơn là mất hết tất cả. Đây có lẽ là một trong những bài học quan trọng nhất mà tôi đã học được trong đời. Alexei sẽ không cho phép tôi tiếp tục sáng tạo nội dung này nữa. Vậy nên tôi sẽ thông báo với các bạn rằng tôi sẽ rời khỏi chủ đề này. Tất nhiên là không phải tôi dừng việc làm YouTube đâu nhé. Chỉ là chủ đề kênh bây giờ sẽ khác mà thôi. Tôi muốn cảm ơn mọi người vì đã đồng hành và đăng ký kênh của tôi. Có thể tôi sẽ làm một số nội dung về Skibidi Toilet.
Tuy nhiên Alexei sẽ ngăn chặn điều đó mà thôi. Dù sao thì tôi cũng sẽ làm một video để cảm ơn mọi thứ và nói chi tiết về sự thật trên kênh này. Dành cho bạn nào chưa biết nhân vật Alexei được Jack Dor nhắc đến, thì Alexei chính xác là tên thật của Dafu. Dafu là một công dân người Nga, tuy nhiên đang sống ở Mỹ và tên đầy đủ của anh chàng là Alexei Gerasimov. Và có lẽ đây là một trong số những drama cực lớn mà Dafu đang dính phải từ trước tới giờ. Chưa đầy một vài ngày sau khi Jack Dor viết như thế kia trên kênh của mình, thì anh chàng này lại đăng lên và nói tiếp rằng bây giờ lựa chọn duy nhất của tôi là làm nội dung khác, hoặc nếu cứ tiếp tục làm về Skibidi Toilet thì kênh của tôi sẽ bị bay màu vì Dafu đã liên hệ với cục sở hữu trí tuệ. Thật không công bằng khi mà tại sao có hàng tá kênh khác làm về Skibidi Toilet lại được tồn tại trong khi tôi thì không. Họ nghĩ họ có quyền xóa tất cả những bộ fanmade rồi lại xóa những kênh mà họ ghét hay sao? Chưa kể có những kênh chỉ đăng lại những tập phim của Dafu theo đúng nghĩa đen và chúng vẫn tồn tại mà chẳng bị gì. Phải chăng như vậy là quá kỳ lạ hay sao? Và gần đây nhất thì ta được thấy một bài post khác của Jack Dor với nội dung như sau. Tôi không thể tiết lộ tất cả những thông tin được. Vì một số lý do nên tôi đành phải xóa bài đăng cũ của mình, nhưng tôi vẫn có thể giải quyết được tình huống này. Câu chuyện mà thanh niên Jack Dor này mắc phải, thì phải chăng Dafu đang thực sự đóng vai một ác quỷ triệt tiêu đường sống của người khác hay sao? Dafu có thực sự độc ác tới như vậy hay không? Để làm rõ cho câu chuyện này thì mình xin đưa ra ý kiến trước. Đầu tiên thì ai cũng là nạn nhân trong chính câu chuyện của họ. Và nãy giờ mình chỉ kể ra những lời nói của anh bạn Jack Dor mà thôi. Ta chưa nghe lời đính chính của Dafu, vậy nên đừng vội phán xét. Và không để mọi người phải đồn đoán những lời xấu về chính bản thân mình nữa. Nên Dafu đành phải tự lên tiếng để bảo vệ bản thân mình. Trong cuộc nói chuyện với IBO, Dafu đã nói rằng: "Chào mọi người, tôi muốn đưa ra những lời tuyên bố về vụ việc của Jack Dor. Vấn đề mà chắc là ai cũng đang quan tâm." Sau khi nghe Dafu quyết định chia sẻ vấn đề này thì IBO75 cũng đã bày tỏ sự ủng hộ của mình về phía Dafu và sẽ ở bên cạnh anh ấy dù cho chuyện gì đã xảy ra. Dafu bắt đầu kể lại rằng về việc nói chuyện với Jack Dor, anh ta chưa bao giờ hỏi tôi bất cứ điều gì về sự cho phép hợp pháp và chưa bao giờ tôn trọng Skibidi Toilet cả. Đó là vào mùa hè năm 2023, khi tôi nhận ra anh ấy có liên quan tới những tên mafia người Nga ở trên Telegram. Có thể anh ta trực tiếp tham gia hoặc cũng có thể là bạn bè với họ. Tên này có những kênh có lượng đăng ký nhất định trước đó rồi, có thể là những kênh này đã được mua. Nhưng theo tôi được biết thì nó giống như những trang trại. Hắn ta không phải là một nhà làm phim mà hắn chỉ là một kẻ bóc lột người lao động rẻ tiền để làm phim cho hắn. Tôi thực sự nghiêm túc về vấn đề này. Xem xét cách mà tôi đang thực hiện bộ phim này một mình thì tôi có thể khẳng định là như vậy. Nếu đó chỉ là công việc kinh doanh của anh ta và đây không phải là việc sử dụng không công bằng thì tôi buộc phải làm như vậy. Các video về Skibidi Toilet đầu tiên của anh ta chỉ đơn giản là khai thác thuật toán và mong muốn tiếp tục cho những tập phim tiếp theo. Nó không mang lại giá trị gì cho bộ phim cả. Ngoài ra thì tên Jack Dor này cũng đều sử dụng một phương thức y hệt trong những tập phim ở những kênh khác nhau. Nó chỉ đơn giản là thay đổi một số phân cảnh hay từ ngữ để lách luật mà thôi. Thậm chí là vài tháng trước, Jack Dor đã hỏi tôi về việc liệu hắn có thể làm dạng nội dung spam video để ăn tiền từ YouTube hay không. Hắn sẽ trả tiền chi phí cho tôi. Tuy nhiên tôi đã không trả lời lại. Tôi không thích làm việc với thằng lừa đảo ngốc nghếch này. Tôi không đưa ra một gậy bản quyền nào với anh ta cả. Lần cuối mà tôi đánh gậy anh ta là từ tháng 12 năm 2023 và hắn ta đã nhanh chóng kháng cáo được một cách dễ dàng. Tới nay không bao giờ xin lỗi, chưa bao giờ chứng minh hắn ta sẽ thay đổi và luôn miệng nói về những quyền lợi. Tôi không muốn dính líu gì tới tên này về mặt Skibidi Toilet nữa cả. Vậy nên tôi chỉ muốn tập trung vào công việc sáng tạo những tác phẩm của mình mà thôi. Tôi muốn mọi người biết về điều này. Tôi đánh giá cao các nội dung fanmade ở trên YouTube, nhưng không phải là cái dạng mà spam video, làm những video Skibidi Toilet không thực sự có ý nghĩa để ăn tiền từ YouTube. Điều này chả xứng đáng nhận lại được sự tôn trọng nào cả. Jack Dor làm mọi thứ trông giống như kiểu tôi là kẻ xấu và đang hủy diệt cộng đồng Skibidi Toilet này vậy. Nhưng trên thực tế thì tên này chẳng bao giờ là một phần của cộng đồng. Như vậy là đã rõ. Với rất nhiều bằng chứng đưa ra thì các bạn cũng có thể biết được rằng ai là kẻ xấu và ai đang là nạn nhân rồi đúng không? Đúng là mình chưa bao giờ mất hy vọng vào GigaChat Dafu của chúng ta. Anh chàng phải gọi là quá liêm và quá tâm huyết với đứa con tinh thần của mình. Dafu đã đánh gậy Jack Dor là có chủ đích, bởi vì anh ấy biết rằng tên này là một kẻ xấu, chỉ biết lợi dụng Skibidi Toilet để kiếm tiền mà không đóng góp gì cho cộng đồng. Chưa kể, Jack Dor còn dính líu tới mafia của nước Nga và đang lạm dụng nguồn lao động rẻ tiền nữa. Dafu đã điều tra ra tất cả và đó chính là lý do mà anh ấy muốn tên Jack Dor này phải sụp đổ để bảo vệ cộng đồng và bảo vệ mọi người. Thật không thể tin được là Dafu đã làm tất cả những thứ này trong âm thầm. Anh ấy chấp nhận bị chỉ trích và bị mọi người chửi rủa và rồi sau đó dẹp loạn hết mọi thứ. Quả là một GigaChat. Sau cùng tóm kết lại drama này thì Dafu sẽ luôn nằm trong danh sách The Limbs và anh ấy sẽ luôn được ủng hộ dù cho bất cứ điều gì xảy ra. Và tên Jack Dor này cần phải được tẩy chay. Và nếu thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.